Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Tử bị lộ bằng chứng hẹn hò với bản thân, mặt nghi vấn Tiểu Tam vẫn râm ran không ngừng. Dương Tử hiện đang khiến fan vô cùng lo lắng khi các dự án phim không đạt thành tích như mong đợi. Thay vào đó, nữ diễn viên liên tục vướng vào những tranh cãi đời tư, hẹn hò, nói dối, thậm chí bị nghi vấn là Tiểu Tam. Dương Tử và Lưu Học Nghĩa là bạn bè nhiều năm, gần đây cả hai bất ngờ bị đồn hẹn hò khi trong dịp sinh nhật của Lưu Học Nghĩa, nam diễn viên đã búp đánh cho Dương Tử ăn. Sự việc không gây xôn xao đến vậy nếu nữ diễn sau đó không bị nói dối rằng mình bị ngửi bánh kem và bị tung thêm bằng chứng rằng thực chất đã ăn miếng bánh đó. Tuy nhiên, lùm xùm hẹn hò và nói dối của Dương Tử chưa kịp lắng xuống thì gần đây, khi đi chơi với bạn bè, cô nàng lại đeo một chiếc kính giống hệt như người tình đồn đã mang trước đó. Không khó để nhận ra chiếc kính của Dương Tử giống y như đúc kính của Lưu Học Nghĩa. Cụm từ Dương Tử và Lưu Học Nghĩa có kính giống nhau, sau đó lại đập tức leo lên hot set. Điều này một lần nữa dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Nhiều người hâm mộ đã lập tức lên tiếng bên vực Dương Tử, cho rằng cô nàng đăng rất nhiều ảnh đeo kính và trường hợp cô và Lưu Học Nghĩa đeo kính giống nhau cũng chỉ là trùng hợp. Chiếc kính nằm trong bộ đào cụ mà bên cắm trại cho thuê và có cả Lưu Học Nghĩa cũng đã từng nới khu này chơi hoặc trùng dịp nào đấy mà có được. Việc Dương Tử dính nghi vấn hẹn hò với Lưu Học Nghĩa dường như không mấy nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nữ diễn viên hết dính vào ồn ào nói dối lại đến dính nghi vấn làm Tiểu Tam, xen vào chuyện tình cảm giữa Lưu Học Nghĩa và Trương Như Hy. Cụ thể, tin đồn bắt đầu rầm rộ khi một blogger cho biết đã chụp được ảnh nam diễn viên Lưu Học Nghĩa đến nhà Dương Tử vào hồi tháng 6. Anh chàng ở nhà nàng Tiểu Hoa 90X đến hơn 2 giờ sáng mới rời đi. Không những vậy, blogger Trương Tiểu Hàng đã công khai video Lưu Học Nghĩa và Dương Tử đút bánh kem cho nhau vô cùng tình tứ. Hình ảnh lan truyền chóng mặt và lên hot seat trong nhiều ngày. Ngay khi tin tức nổ ra, mạng xã hội không ngừng bàn tán về mối quan hệ tay ba giữa Dương Tử, Trương Dư Hy, Lưu Học Nghĩa. Không để mọi việc quá đi xa, Dương Tử và Lưu Học Nghĩa đồng loạt đính chính trang Weibo cá nhân rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, không có tình cảm đặc biệt nào khác. Thì bánh kem Lưu Học Nghĩa đưa tới Dương Tử cũng chỉ là ngửi chứ không hề ăn. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng Trương Tiểu Hàng lại tiếp tục đăng một đoạn video gốc không hề chỉnh sửa, bóc trần lời nói dối của hai diễn viên. Trong video có thấy Dương Tử quả thực đã ăn miếng bánh kem của Lưu Học Nghĩa, chứ không hề giống như lời biện minh trước đó. Lời nói dối này khiến Dương Tử nhận về phản ứng vô cùng tiêu cực. Nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên bảng hot search Weibo với chủ đề không mấy tích cực như nữ hoàng nói dối, sát thủ lộ mũi. Nhiều hành động bị coi là kém duyên của nữ diễn viên với các sao nam cũng bị đào lại. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn cho rằng Dương Tử chính là Tiểu Tam chuyên chăn phá hoại hạnh phúc của Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hy, bởi cả hai từ lâu đã được cho là đang hẹn hò. Nhiều bằng chứng nghĩ là cặp đôi đi ăn cùng nhau, tôm cho nhau. Trương Dư Hy cũng chỉ là theo dõi Lưu Học Nghĩa ở tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dương Tử đã khiến cặp đôi tan vỡ và không còn tương tác với nhau nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng của Dương Tử thấp xuống, liên tục bị chê cười, mỉa mai trên mạng xã hội. Những năm gần đây, Dương Tử luôn là nữ chính trong các dự án phim được kỳ vọng, phát trống khung giờ vàng, nữ diễn viên nổi tiếng với hình ảnh đáng yêu, vui vẻ. Nhưng gần đây, những tin tức liên quan đến chuyện tình cảm, phim có chỉ số thấp đang khiến Dương Tử trượt dốc. Không những vậy, nữ diễn viên còn liên tiếp dính đến vận đen khi đóng phim. Cụ thể, dự án nghìn tỷ của Dương Tử và Ngô Diệp Phàm bị hủy vì bê bối của nam chính. Dù không liên quan đến scandal của Ngô Diệp Phàm, sự việc xảy ra không lâu thì nữ diễn viên tiếp tục bị réo lên khi bạn diễn của cô trong Tru Diên là Dí Diệp Phong dính phải scandal tình ái chấn động. Việc liên tiếp dính phải vận đen trong thời gian ngắn dường như đã khiến Dương Tử đang dần mất đi phong độ. Nhiều khán giả hy vọng Dương Tử sẽ sớm bứt phá trở lại trên con đường diễn xuất thay vì liên tục vướng vào ồn ào đời tư như hiện tại. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.